vì biết ai luôn. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Biết ai rồi? Quay. I know you. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào anh cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Đến anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Oh yêu ơi, cả nguồn sống bỗng chốc thu hẹp lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm thấy những đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên thế. Chẳng một ai có thể cạn được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Anh cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Hay quá. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Oh yêu mơ, cả nguồn sống bỗng chốc thu hẹp lại vừa bằng một cô gái. Nguồn sống bỗng chốc thu hẹp lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay những đường chung mãi mãi. Và từ cái chỗ bỏ ra là mình bất loạn luôn. Bất vui luôn, bất vui luôn. Sao có cái sự quá quen thuộc trong giọng hát này vậy ta? Mà hát hay quá, bất vui lớp ơi. Nghe quen lắm luôn á. Bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy viết ấn tượng đầu tiên của mình về bất vui lớp. Viết đi ạ, thời gian 15 giây. Chết rồi. 3 em từ 2 1 và hết thời gian, xin mời bỏ phong bì vô ạ. Hòa Maxi Madame, xin mời Bowie. Đây vô. Trời Tiên, cho trồi lên đi Tiên.
Ủa nó không lấy được thiệt. Nè. Và thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát vô cùng sâu lắng, xử lý rợn da gà. Đằng sau lớp mặt nạ này là ai mà xử lý như vậy? Lần đầu tiên cho phép Bob Love xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và ban cố vấn. Nghe sang quá. Như chú Tuấn Ngọc vậy. Châu này như là, này là trâu châu Âu nè. Giọng hát này rất là quen thuộc đối với cái thế hệ mà em nghĩ hồi nãy cũng có cái manh mối trên màn hình đó. Nó là 199X. Em nghĩ là đây là một giọng hát thường hay nghe, mà nhất là nghe ở các tiệm internet đây nè. Đó là... Giờ là chủ quán nè. Chủ quán nè. Khoanh Dùng chứ Bowie. Ưng Hoàng Phúc à. Em nói em phải có cái kết luận chứ Quy. Hồi nãy á, em đang tìm manh mối nhưng mà em lỡ ghi nhanh vô đó là anh Hồ Quang Hiếu, nhưng mà sau đó mới phát hiện là không phải. Hồ Quang Hiếu thì á, em xin chết rồi, nhưng mà nghe cái này trẻ lắm, trẻ cỡ cỡ em nè. Đúng gì? Rồi anh mà trẻ gì Tiên ơi. Tiên không có nói bạn như vậy. Bây giờ hỏi Tiên trước nè, Tiên khoanh dùng được nhân vật này chưa ạ? Khi mà Tiên đọc cái video clip có nhắc về cái sự giảm cân nặng và thêm cái chữ đá vào 199X thì Tiên khoanh vùng lại những cái người có khả năng. Đức Phúc là cũng đã từng giảm cân, cũng 9X. Hoàng Dũng mà hát bài Nàng Thơ á, bạn ấy cũng là người giảm cân sau này rất là đô. Hồi nãy anh Thành có nói thêm một nhân vật thì em nghĩ anh Thành đáng anh Hạnh Tuấn lúc đầu luôn, lúc mà giảm cân. Đất lắc. Ủa không phải? Đất lắc. À Mr. Siro. Dạ đúng vậy. À, Mr. Siro. Ôi đang đoán đây là Mr. Siro. Tại vì sao? Thưa quý vị, ông bà cha chúng ta đã từng nói thở thì thở như trâu nó thở. Bạn này hát cái hơi trong cái trường phái hát hơi như thế này ở Việt Nam không có nhiều người. Một là Mr. Siro, hai là Vương Anh Tú, là hai anh em luôn. Bình thường thì Mr. Siro mà trong những cái bài hát mà để hát backup vocal cho cái đoạn gian tấu á thì sẽ hát theo trường phái hơi nhiều hơn. Nhưng cái bạn này hồi nãy là hát vừa có hơi vừa có lực nha. Tôi không biết có phải là Mr. Siro hay không, tôi không dám chắc. Nhưng mà khi mà bạn này hát lực thì giọng bạn rất sáng, vị trí âm thanh rất đúng. Tôi vẫn chưa có option khác ngoài Mr. Siro. Có thể là do sự thành công của việc giảm 30kg chăng? Cả hai anh em Mr. Siro và Vương Anh Tú đều là người giảm cân thành công. Và tôi cũng vậy. Thưa quý vị, cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Thành công chưa? Gần là đâu? Giảm chưa à, anh? Rồi, rồi. Gần đâu? Đúng. Thực ra là có thêm một option mà em có nghĩ tới. Đó là Quân EP. Nhưng mà em có cảm giác là đây chưa phải là giọng thật sự, giọng tự nhiên. Đang là cố bẻ giọng. Đang cố. Tức là những cái suy đoán của chị nó đều make sense cho tới khi chị nghe cái anh này anh rung. Không nha, hồi nãy tôi nghe mấy cái thở đầu là tôi rất là chắc chắn Mr. Siro. Nhưng khi bạn này lên nốt cao thì hơi làm mình confused. Bạn nốt cao sáng lắm. Em không biết mọi người nghĩ giống em không. Tại vì lúc đầu em cũng nghĩ giống anh Thành với chị Tiên là Mr. Siro hoặc là anh Vương Anh Tú. Nhưng mà em nghĩ lại vòng 199X á, hai người đó không phải 199X. Lừa em mà. Đó thì em nghĩ tới cái option 2 là mình bị lừa. Nhưng mà tới mấy cái khúc luyến và mấy cái khúc lên nốt cao. Mãi mãi vẫn sẽ lớn lẽ kế bên. Dù không nắm thấy nhưng được chung mãi mãi. Em không biết sao em nghĩ tới anh Ưng Đại Vệ. Em nghĩ ra option nó cũng là hay luôn á. Cái nốt đó hát rất là chắc luôn á anh. Ngoài cái chắc ra, Ưng Đại Vệ là cái người hay xử lý những nốt rung R&B và hơi nữa. Yes. Nhưng mà trong cái clip có thêm một chi tiết, đó là cái khung tranh ban đầu toàn hình của anh Châu Kiệt Luân. Đó. Châu Kiệt Luân là người inspire cho ảnh hay sao ta mà ảnh dùng Châu Kiệt Luân hả? Tại vì Châu Kiệt Luân cũng là hát hơi R&B. Trời. Cái gì? Châu. Châu. Buffalo. Trời. À. Bên kia là Châu Kiệt Luân, còn nhà ngươi là Trâu Kiệt Luân. Mọi người ơi, Trâu Kiệt Luân. Nãy giờ chúng ta phát hiện ra quá nhiều những tình tiết mà chúng ta quên trò chuyện với Búp Phá Lớp. Tại sao mình ngồi mình nói điên nó khùng làm gì vậy? Búp Phá Lớp, bạn dạo này có luyện thanh thêm đúng hay không? Dạ, luyện thanh thì lúc nào em cũng luyện thanh hết. Chắc chắn có, nếu nói như vậy là có rồi. Bạn đã có gia đình đúng không? Em có gia đình mà có ba mẹ chứ còn người yêu vợ chưa có.
xạo. Hắn cái ní là trâu ơi, ta bảo trâu này trâu ra ngoài ruộng đừng xạo nghe trâu. Đó. Thì em có một cái option. Sao chị nói, nói em nghe nói, thử nghe coi thử tiền. Cái option này em không nghĩ là nó sẽ diễn ra. Đó là option em ghi trong cái tên của em xin phép được giữ bí mật. Em đừng nói ra, em viết cho anh đọc thôi. Không được. Tại vì như hồi nãy em nói á, là những cái suy đoán của em nó đều hợp lý, nó đều logic cho tới khi em nghe giọng hát của cái anh này. Đặc biệt là cái rung quen dã man luôn, quen em kinh khủng quen khiếp lắm. Luôn Hoàng Tuliver hát dở lắm. Hát dở lắm à? Hát đúng nốt, không bao giờ trên phô nhưng hát không hay. Okay, bởi vì mới đi làm nhạc. Cắt giúp em đoạn này nha, em còn đi về nhà. Bây giờ là giữ lại bí mật của Tiên. Không, cái đoạn này là cắt, không phát lên chương trình đâu, để lên TikTok. Ủa vậy? Hỏi con này là biết là đúng hay không rồi nha. Có phải, trời cái này mà đúng nha, em rớt tim ra ngoài luôn á. Có phải em với anh từng song ca với nhau hay không? À, chưa bao giờ song ca. Rồi. Ê nó nghe nè, mấy câu vấn đề kỳ lắm, tự nhiên hỏi người ta cái ta trả lời không đúng mình cái chữ người ta. Xấu tính dễ sợ. Đúng không em? À. Hỏi em thái độ dè biểu. Hay là mình bị trí nhớ ngắn hạn ta, hay là mình quên ta? Câu trả lời mở. Trả lời mở nha. Bạn Trâu Kiệt Luân thân mến. Dạ, Bắp Phơ Luân à. Cho tôi hỏi là bạn Bắp Phơ Lớp Trâu có thích ăn thịt bò không ạ? Dạ. Dạ, đồng loại sao mà ăn được nhau được anh? Ok. Rồi. Thường ngày giảm cân bạn ăn gì ạ? Giảm cân thì tất nhiên là em sẽ ăn healthy. Yeah. Healthy. Yeah, em ăn sạch rồi. Dạ, yeah, ăn sạch. Vì là đồ ăn bày ra là em ăn sạch. Hài lòng chưa? Gì vậy ta? Hài lòng câu trả lời chưa? Hỏi chi? Ăn sạch. Bạn có sáng tác nhạc không? Dạ, yeah, thực ra sáng tác là một cái đam mê của em mà tới giờ hình như là cũng chưa được bài nào ra hồn. Đây là thông tin có thể chính xác hoặc là thông tin mở. Châu ơi, Châu trả lời thiệt tình nha. Ok. Thiệt là trời mưa ướt Châu nha. Có cả mưa nào vừa không? Ok, cam kết thiệt tình nha. Giờ hỏi thiệt đi, Châu phải Mr. Zero không? Ok. Gì lãng không? Ủa gì vậy anh Quy? Châu thái độ. Châu, cho anh mượn cái sừng đi. Anh cắm. Cắm. Anh tức quá. Em muốn bỏ anh Quy vô đây. Quá. Anh Quy vô đây thế chỗ. Anh Quy ơi, mình vô đây chơi đi anh Quy. Chúng tôi cảm thấy là hội đồng cố vấn bắt đầu bị Trâu dắt đi cày hơi xa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đưa ra một cái tên từ hội đồng cố vấn. Đầu tiên, Trúc Nhân, bạn nghĩ? Dạ, Ưng Đại Vệ. Ưng Đại Vệ. Tóc tiên. Quân AP. Quân AP. Anh Trấn Thành. Tôi nghe hồi nãy Nhân nói tôi cũng có siêu theo Nhân, nhưng tôi nghĩ lại hình như anh về hát cái giọng hơi nghẹt hơn một chút. Đây là Mr. Zero. Mr. Zero. Wu Wei. Thông tin tới thời điểm hiện tại đá bào vẫn phải cần Zero, cho nên là Mr. Zero ăn đá bào để giảm 30kg ạ. Mr. Zero. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Bây giờ là thời gian tập gym rồi. Buffet Love, mời bạn vào trong chúng ta cày gym. Xin mời vệ sĩ ạ. À. Nói chuyện với hội đồng cố vấn xong, Trâu thấy mình trẻ ra hẳn. Đùa xíu thôi, Buffet Love cảm thấy rất vui khi đến với The Masked Singer Việt Nam. Hãy cứ lùi bước về sau để thấy Buffet Love rõ hơn. Còn mọi người muốn biết Trâu là ai à? Hãy cho một cái tên nha.